Ronaldo cán mốc 600 triệu người theo dõi trên Instagram. Ngôi sao người Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo mới đây đã thiết lập kỷ lục mới khi trở thành người đầu tiên trên thế giới cán mốc 600 triệu người theo dõi trên Instagram. Tỏa sáng với cú đúp lập được giúp Ajax thắng ngược Al Hilal với tỷ số chung cuộc 2-1. Cristiano Ronaldo cùng đồng đội tại Ajax đã giành danh hiệu vô địch Ả Rập Club Champions Cup. Đây cũng danh hiệu đầu tiên tại Ajax của Ronaldo. Cùng với danh hiệu vô địch Ả Rập Club Champions Cup vừa có được, Ronaldo còn thiết lập kỷ lục mới trên trang mạng xã hội Instagram. Cụ thể hơn, Ronaldo đã cán mốc 600 triệu người theo dõi trên Instagram. Qua đây, Ronaldo trở thành người được theo dõi nhiều nhất trên thế giới trên trang mạng xã hội này. Đây quả thực là con số thật khủng khiếp về sức ảnh hưởng mạnh mẽ trên mạng xã hội của Cristiano Ronaldo. Bên cạnh đó, Ronaldo tiếp tục nới rộng khoảng cách với Lionel Messi trong cuộc đua trên Instagram. Cụ thể hơn, số lượng người dõi theo Messi, tiền đạo đang thi đấu cho đội bóng Inter Miami tại giải bóng đá nhà nghề Mỹ, MLS, hiện tại là 482 triệu trên Instagram. Con số đó với Neymar và Kylian Mbappe lần lượt là 211 triệu và 107 triệu lượt người dõi theo. Cũng chính Cristiano Ronaldo còn là người kiếm tiền nhiều nhất trên Instagram. Đây là thống kê đưa ra mới đây nhất từ trang web Hopper hớ quy dựa trên dữ liệu công khai về số tiền mà mỗi người dùng có thể tính phí cho một bài đăng trên Instagram và YouTube. Cụ thể, ngôi sao người Bồ Đào Nha, Ronaldo thu về khoản tiền khổng lồ 3,23 triệu đô la Mỹ, tương đương 76 tỷ đồng, cho mỗi bài đăng trên Instagram.